Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chào buổi tối của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC được phát sóng trực tiếp trên VTC1, VTC3 và VTC14. Hôm nay thứ Tư ngày 14 tháng 12 năm 2016, tôi là Thu Thủy. Còn tôi là Thanh Huyền và chương trình Chào buổi tối ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khóc nức nở khi phát trực tiếp trên Facebook cá nhân, tiết lộ phải trả nợ hơn 20 tỷ đồng suốt 10 năm qua vì mẹ mê cờ bạc, nợ nần, lừa đảo khắp nơi. Từ câu chuyện tình yêu của người mẫu Ngọc Trinh và tỷ phú đô la Hoàng Kiều, cùng bàn về chuyện được mất khi yêu người lớn hơn mình nhiều tuổi. Một người mẹ Trung Quốc nhẫn tâm giết chết 4 con gái chỉ vì không đẻ được con trai. Từ ngày mai 15 tháng 12, Hà Nội sẽ đưa vào thử nghiệm hoạt động hệ thống xe buýt nhanh BRT Yên Nghĩa Cát Linh với kỳ vọng sẽ giúp giảm được ùn tắc. Và để phục vụ cho những chiếc xe buýt nhanh này thì nhiều phương tiện giao thông sẽ bị cấm hoạt động trong giờ cao điểm dọc trên các tuyến đường có xe buýt. Điều này đang làm dấy lên lo ngại xe buýt nhanh thay vì giảm được ùn tắc thì có khi lại làm ùn tắc trở nên nghiêm trọng hơn. Theo đó, xe máy xe đạp sẽ bị cấm đi trên hai cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, Láng và Láng Hạ Thái Hà trong giờ cao điểm từ 6 đến 9 giờ sáng, 16 giờ 30 đến 19 giờ 30 chiều. Toàn bộ xe tải, xe ô tô chở hàng với khối lượng chuyên chở cho phép từ 500 kg trở lên cũng sẽ bị cấm. Trên tuyến đường từ Lê Trọng Tấn đến nút Tố Hữu Vạn Phúc sẽ cấm xe tải, xe ô tô chở hàng, xe khách, xe hợp đồng hoạt động trong giờ cao điểm. Trên tuyến đường Giảng Võ Láng Hạ Lê Văn Lương sẽ cấm xe taxi hoạt động trong giờ cao điểm. Ngoài ra sẽ cấm dừng đỗ tất cả các phương tiện trên dọc tuyến đường hoạt động của xe buýt nhanh để tránh ùn tắc. Không biết chị Huyền và quý vị khán giả nghĩ sao, nhưng tôi thì e rằng là với việc cấm nhiều phương tiện hoạt động trên tuyến đường trục chính từ Hà Đông vào trung tâm như thế này thì tình hình giao thông ngày mai ở Hà Nội chắc chắn là sẽ có khá nhiều xáo trộn, thậm chí là sẽ dẫn đến ùn tắc các tuyến đường liên quan xung quanh nữa. Bởi vì tất nhiên là nếu mà cấm đường thì người ta sẽ, các tài xế sẽ tìm đường khác để đi, và lại là khi mà cấm dừng, cấm đỗ ô tô, xe máy dọc tuyến đường có xe buýt nhanh hoạt động, cấm cả taxi trong giờ cao điểm trên chặng dài như thế này thì không biết là những hộ dân, những công ty nằm trên cả tuyến đường này sẽ xoay sở như thế nào. Và ngoài ra thì có một điểm nữa mà tôi cũng cảm thấy là khá vô lý, đó là cầu vượt thép được xây dựng tại các ngã tư nhằm mục đích để giảm ách tắc giao thông vào giờ cao điểm. Tuy nhiên thời gian tới thì để nhường xe buýt BRT thì xe gắn máy, xe thô sơ sẽ bị cấm đi lên cầu trong giờ cao điểm, và điều đó sẽ dẫn tới nguy cơ là ùn tắc trở lại. Điều đáng nói nữa là dù đã hy sinh quyền lợi của rất nhiều người tham gia giao thông để nhường đường cho xe buýt nhanh, nhưng thực tế là tuyến buýt này vẫn sẽ chạy chậm hơn dự kiến khoảng 8 phút. Theo đó thì đi từ Yên Nghĩa đến Cát Linh sẽ mất 45 phút, nhanh hơn xe buýt bình thường là từ 5 đến 10 phút. Do đó nhiều người lo ngại rằng tiếng là buýt nhanh nhưng thực ra thì lại là buýt chậm. Vâng, và hiện nay ở Hà Nội thì vận tốc của xe buýt chỉ vào khoảng từ 20 đến 30 km/h. Tốc độ chậm chạp của xe buýt nhiều khi là yếu tố khiến cho người tham gia giao thông ngại sử dụng phương tiện này. Tuy nhiên thì trên thế giới có những nơi mà xe buýt có thể đạt tới tốc độ như là siêu xe, tức là khoảng 250 km/h. Thành phố Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là nơi đầu tiên sở hữu loại xe buýt với giá khoảng 222 tỷ đồng một chiếc. Siêu xe buýt được làm từ vật liệu nhẹ như nhôm, sợi carbon, sợi thủy tinh. Với chiều dài 15 mét, siêu xe buýt có vẻ ngoài giống như một chiếc limousine kéo dài, xe hoạt động bằng động cơ điện. Hành khách đi trên chiếc xe siêu buýt này sẽ được phục vụ như trên một chiếc limousine hoặc phi cơ riêng. Chiếc xe buýt gồm có 8 cánh cửa dạng mở hình cánh chim ở mỗi bên của chiếc xe, giúp việc ra vào của hành khách dễ dàng hơn. Được biết là chiếc xe siêu buýt này có thể hoàn thành hành trình 120 km từ Dubai đến Abu Dhabi chỉ trong vòng 30 phút. Một vụ việc hy hữu vừa xảy ra ở tại Sơn La, khi người đàn ông vào rừng để hái măng, không may đã bị gấu tấn công, móc cả hai con mắt. Và hiện nạn nhân đang được điều trị tại phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Việt Đức Hà Nội trong tình trạng sức khỏe đã dần hồi phục, nhưng một con mắt đã hỏng vĩnh viễn. Nạn nhân bị gấu móc hai mắt là anh Hạng A Ký, sinh năm 1979, quê ở bản Háng Gờ Bua ở xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.
Trước đó anh Ký vào rừng hái măng cùng hai người bạn thì bị gấu tấn công. Khi phát hiện anh Ký đã bất tỉnh, sau đó anh Ký được đưa về bệnh viện Việt Đức để cấp cứu. Tuy hai con mắt được mang theo tới bệnh viện, nhưng một con mắt đã bị gấu cào nát, còn một con mắt do thời gian vận chuyển quá lâu nên đã không thể cứu lại được. Các bác sĩ cho biết hiện tại tiên lượng của bệnh nhân là khá dè dặt, cần theo dõi kỹ và chú ý nhiễm trùng. Ngoài ra, bệnh nhân Ký cũng cần phải tạo hình lại hố mắt trái, tạo hình lắp mắt giả bên phải và tạo hình sẹo trên gò má, nếu không gương mặt sẽ rất mất thẩm mỹ. Vâng, ở Việt Nam cũng như là có rất nhiều nước trên thế giới, người ta thường tương truyền rằng khi mà gặp gấu ở trong rừng thì nằm xuống đất giả vờ như là đã chết thì gấu sẽ bỏ đi, có thể tránh được sự tấn công của gấu. Rất nhiều người tin tưởng mẹo này là thật, song chính các nhà khoa học thì lại bác bỏ thông tin này. Các nhà khoa học phân tích rằng là gấu hại người chủ yếu thì có 3 nguyên nhân. Một là để ăn thịt, hai là để phản kích lại và ba là để chơi đùa. Và nếu như gặp trường hợp thứ nhất hoặc thứ ba thì việc giả vờ chết ngang với việc là tự sát. Vâng, thông thường nhất là con gấu bị giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của chúng ta nên nó tấn công để tự bảo vệ mình. Do đó, cách tốt nhất khi thấy gấu là không nên chạy bởi vì tốc độ chạy của gấu còn nhanh hơn của con người. Cũng không nên nghĩ rằng leo lên cây là an toàn bởi vì gấu đen là loài trèo cây rất giỏi. Thay vào đó thì chúng ta hãy lùi lại đằng sau và rút ra xa gấu. Khi đã chắc là mình ở cách xa gấu thì ở nguyên đó trong nửa tiếng và có thể tạo ra nhiều tiếng động hoặc là hát to để cảnh báo và xua đuổi gấu. Tuy nhiên là bạn cũng không nên quá lo lắng bởi trường hợp như là anh Ký ở Sơn La là rất hãn hữu, bởi vì thực tế thì tỷ lệ bị gấu tấn công còn ít hơn là tỷ lệ bị sét đánh. Hai ngày sau khi được các công nhân dọn rác trên bờ biển Đà Nẵng phát hiện trong thùng rác và cứu sống, bé sơ sinh còn nguyên dây rốn đã dần dần hồi phục, thậm chí đã có người muốn nhận nuôi cháu bé này. Chiều ngày 12 tháng 12, khi các công nhân đang dọn rác trên bờ biển Xuân Thiều, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, đã phát hiện ra thùng rác bên trong có một bé sơ sinh trong bao tải, trên người không có quần áo, vẫn còn nguyên dây rốn và toàn thân tím tái vì lạnh. Ngay sau khi phát hiện, người dân đã đưa cháu tới bệnh viện cấp cứu. Bé gái nặng khoảng 2,7kg sau đó được bác sĩ cắt dây rốn, ủ ấm và cho thở oxy. Đến sáng ngày 13 tháng 12, bé đã bình phục, sức khỏe và bú tốt. Đến trưa ngày 14 tháng 12, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết hiện đã có một cặp vợ chồng đến đăng ký nhận nuôi cháu bé. Tuy nhiên thì chính quyền địa phương đang làm các thủ tục cần thiết. Nếu sau 30 ngày không có ai đến nhận, chính quyền sẽ hoàn tất thủ tục cho người nhận nuôi. Vào sáng ngày 14 tháng 12, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ phát trực tiếp trên trang Facebook cá nhân của mình và tâm sự về nỗi đau gia đình mà anh đã phải chịu đựng suốt 30 năm qua khi mà người mẹ ruột thường xuyên nợ nần, vay mượn tiền của mọi người. Và trong video thì Mr. Đàm nhiều lần bật khóc, nghẹn ngào và tiết lộ đến nay đã phải còng lưng để trả nợ số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng cho mẹ của mình. Vì có thể nói là trong vòng 10 năm qua, Hưng đã trả trên 20 tỷ. Cụ thể, trong đoạn clip, Đàm Vĩnh Hưng nói mẹ anh đã vay nợ tiền của rất nhiều người trong nhiều năm qua. Bất kỳ người nào đến nhà Đàm Vĩnh Hưng, kể cả fan hâm mộ, cũng bị mẹ anh hỏi số điện thoại để sau đó hỏi vay tiền. Trong 10 năm qua, số tiền mà Đàm Vĩnh Hưng phải trả đã lên đến 20 tỷ. Nhiều lắm luôn. Một tháng 500 đến 600 triệu tiền nợ. Chưa trả xong gói nợ này cho mẹ thì gói nợ khác ập tới. Hai năm gần đây có đến 40 đến 50 người cầm giấy nợ đến tận nhà đòi anh trả tiền. Đó là những việc làm sai. Theo anh, tất cả đồng tiền để dành cho tương lai của anh và các con sau này đều ra đi hết. Chỉ có mỗi ngôi nhà ở quận 10, anh không thể nào lấy tiền dành cho các con mình, tiền dành cho tuổi già của mình để tiếp tục trả nợ cho mẹ. Biết là không thể nào mà rơi vào cái viễn cảnh là mình sẽ là một nghệ sĩ già yếu rồi bệnh hoạn bệnh tật nằm đó để chờ các đồng nghiệp của mình hát những đêm từ thiện để gom tiền giúp mình chữa bệnh, không chấp nhận mình như vậy được đó. Và quý biết là đó cũng là lý do vì sao mà Hưng cứ đi hát hoài như vậy. Cũng xin lỗi bớ, con phải làm cái gì, con hết cách rồi.
Vâng, và cũng trong clip này thì Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ rằng từ bé anh đã phải đi khất nợ cho mẹ. Ngay cả khi anh còn làm công việc cắt tóc thì mỗi khi làm xong cho khách được vài trăm nghìn đồng thì lập tức cũng phải đưa cho chủ nợ ngay lập tức. Đàm Vĩnh Hưng kể là khi đi hát thì có rất nhiều giang hồ đã đứng chờ sẵn anh ở phía sau của sân khấu hoặc là ở vũ trường để lập tức lấy ngay tiền. Còn sau những chuyến đi lưu diễn trở về nhà, tất cả cửa kính, cửa sắt, két sắt đều bị mở toang. Mr. Đàm gọi đây là một nỗi nhục ê chề trong cuộc đời của mình. Và cũng chính vì lý do này nên anh thường thì mọi năm anh vẫn trang hoàng nhà cửa, làm hang đá để mừng Giáng sinh. Tuy nhiên năm nay thì anh không muốn phải diễn trong là mình đang vui vẻ hạnh phúc được nữa. Vâng, và sau khi Đàm Vĩnh Hưng phát trực tiếp những tâm sự đầy nước mắt của mình thì ngay lập tức đây trở thành thông tin gây chấn động showbiz, vì người ta thường quen với hình ảnh ông Hoàng Nhạc Việt với lối sống xa hoa, nhà cao cửa rộng, xe sang, kim cương, hàng hiệu đầy rẫy trên mặt báo. Nhưng ít ai nghĩ đến Đàm Vĩnh Hưng lại lâm vào hoàn cảnh bi đát và có nỗi khổ tâm lớn đến như vậy. Nhiều người thậm chí thì còn nghi ngờ là anh đang diễn và đây chỉ là chiêu trò để tạo scandal. Nhưng mà cá nhân tôi nghĩ rằng là chẳng ai lại vạch áo cho người xem lưng, tố cáo cả mẹ ruột nếu như họ không ở trong tâm trạng tuyệt vọng, không còn lối thoát nào khác. Vâng, và từ sáng đến giờ thì dư luận rất là xôn xao về câu chuyện này, nhưng có lẽ có nhiều người vẫn không biết người mẹ mà Đàm Vĩnh Hưng nhắc đến là người như thế nào. Và vì ca sĩ này rất ít khi nhắc tới gia đình và những người thân của mình. Theo nhiều người thân thiết với Đàm Vĩnh Hưng thì dù mẹ các con không thực sự là hòa hợp, thậm chí mẹ đã mang lại rất nhiều rắc rối cho anh, nhưng nam ca sĩ này vẫn dành cho mẹ sự kính trọng. Mẹ ruột của nam ca sĩ, bà Trần Thị Thọ, thời trẻ là một cô sinh viên ngành y với nhan sắc khá nổi bật. 22 tuổi, bà mạnh dạn từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ để theo đuổi tiếng gọi của tình yêu với cha Mr. Đàm, nên phải nếm không ít cay đắng và tủi cực. Dù biết ông Huỳnh Văn Phước, cha ruột của Đàm Vĩnh Hưng, đã có vợ, bà vẫn sẵn sàng chấp nhận sống cùng và sinh con cho người đàn ông mà bà đã hết lòng yêu thương. 23 tuổi, bà sinh ra cậu con trai đầu lòng trong phận làm vợ lẽ. Suốt cuộc đời bà Thọ, chưa một lần bà được khoác lên mình chiếc áo cô dâu, chưa một lần có một lễ cưới thực sự. Sau khi sinh hai người con, cuộc sống của gia đình bà bắt đầu sóng gió, chồng bà nợ nần và rơi vào cảnh lao lý. Sau khi cha ruột của Đàm Vĩnh Hưng đi cải tạo về, ông về sống với vợ cả và không nói hoài gì tới mẹ con của bà Thọ. Lúc này bà Thọ phải tha phương cầu thực khắp nơi với nỗi tủi nhục hận thù người chồng bội bạc và đào hoa. Tuy để các con bơ vơ khốn khổ nhưng bà Thọ vẫn được Đàm Vĩnh Hưng hết lòng yêu thương. Thậm chí vào đầu năm 2016 thì Mr. Đàm đã đích thân đưa mẹ ruột của mình sang nhà vợ lớn của cha để thắp hương cho ông Phước, mong xóa bỏ hận thù trong lòng bà Thọ. Nhiều người đã chúc mừng Đàm Vĩnh Hưng và hy vọng là cuối cùng anh cũng tìm được sự ấm êm, hạnh phúc trong cuộc sống của gia đình. Nhưng tiếc rằng mọi chuyện lại ngày càng diễn biến theo chiều hướng xấu hơn. Vâng, và có lẽ cũng vì không được hòa hợp với người mẹ của mình nên suốt trong 20 năm qua, Đàm Vĩnh Hưng chỉ duy nhất có một lần hát ca khúc về mẹ. Đó chính là lần anh hát ở phòng trà ca khúc Mẹ của nhạc sĩ Phú Quang với mong muốn là bà sẽ hiểu nỗi lòng của mình. Nam ca sĩ chia sẻ là anh đã thu 182 lần cho câu hát đầu tiên và đã khiến nhạc sĩ Phú Quang phải bật khóc. Ca sĩ Mẹ có những lời hát rất là cảm động và chính vì ý nghĩa này mà Đàm Vĩnh Hưng đã mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt khi thể hiện trước mọi người. Phần trình diễn của anh cũng nhận được vô số những lời tán thưởng từ khán giả có mặt. Ở tại Trung Quốc thì quan niệm cần có con trai nối dõi tông đường vẫn còn khắc sâu vào tâm trí của một bộ phận người dân và khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh tang thương bi kịch. Và dư luận Trung Quốc vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi một bà mẹ ở Zhangjiang sau khi sinh đứa con thứ 5 vẫn là gái vào tháng trước, trong những giờ phút tuyệt vọng vì trầm cảm đã dùng dao để chém chết 4 đứa con gái của mình. Câu chuyện buồn xảy ra ở một ngôi làng nghèo ở tại Zhangjiang thuộc tỉnh Guangdong của Trung Quốc. Người mẹ năm nay 31 tuổi tên là Zhu đã dùng dao chém 5 đứa con gái của mình. Cả 5 đứa trẻ đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên 4 con gái của cô Zhu đã tử vong trong bệnh viện. Sau khi gây án, người mẹ đã bị dân làng bắt giữ, giao nộp cho cảnh sát. Tại cơ quan điều tra, cô khai rằng cô đã đâm các con của mình bằng một con dao trong bếp. Nguyên nhân khiến cô hành động như vậy là vì cô Du cảm thấy chán nản và tuyệt vọng sau khi sinh con gái thứ 5 mà không phải là một cậu con trai như mong muốn. Hàng xóm thân quen cho biết cặp vợ chồng này từng đi cầu nguyện để mong sinh một cậu con trai sau khi cô Du chỉ sinh được 4 con gái. Người dân cho biết gia đình cô Du thuộc diện hộ nghèo trong làng. Chồng của cô đi làm ăn xa để người vợ ở nhà chăm sóc con cái với người cha tàn tật.
Quý vị đang quay trở lại với chương trình Chào Buổi Tối. Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua thì những người thường xuyên quan tâm tới thông tin showbiz xôn xao với thông tin nữ hoàng nội y Ngọc Trinh đang yêu một tỷ phú đô la hơn cô tới 44 tuổi. Dù gây nhiều tranh cãi, song trên thực tế thì việc một cô gái trẻ yêu một người đàn ông đáng tuổi bố mình hay là một chàng trai trẻ cặp kè với một người phụ nữ hơn mình tới vài giáp thì không còn là chuyện quá mới trong xã hội hiện nay. Phần lớn dư luận đều nhìn những cặp đôi đũa lệch này với suy nghĩ rằng những người trẻ đang toan tính mưu lợi tiền bạc, danh vọng nào đó, chứ đó không phải là tình yêu. Tuy nhiên, có phải là toàn bộ các trường hợp yêu người lớn tuổi đều như vậy hay không? Và liệu rằng người lớn tuổi có sức hút, có sự hấp dẫn nào đó đặc biệt với các cô gái chàng trai trẻ hay không? Những người có tình yêu lệch tuổi này thì được và mất những gì? Và trong chuyện tối nay thì chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời thông qua phân tích của một khách mời khá thú vị. Đó chính là chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất, một chuyên gia tâm lý có hàng chục năm kinh nghiệm. Và lời đầu tiên xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn An Chất đã tới với trường quay Chào Buổi Tối của chúng tôi ngày hôm nay. Trước hết xin mời chuyên gia An Chất cùng với quý vị khán giả chúng ta hãy cùng điểm qua một số những cuộc tình được coi là đũa lệch được dư luận chú ý trong thời gian gần đây. Có lẽ nhiều người vẫn chưa quên đám cưới tốn nhiều giấy mực của đại gia Lê Ân ở Vũng Tàu khi ông này kết hôn lần thứ 6 với một cô gái ít hơn mình 55 tuổi. Sau khi trải lòng mình về chuyện đời thăng trầm với những cuộc hôn nhân đã qua, vị đại gia này cho rằng ông rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân hiện tại và nói đây sẽ là cuộc hôn nhân cuối cùng của cuộc đời ông. Hay cuộc tình giữa người mẫu Hoàng Việt và nữ tỷ phú Yvonne Thúy Hoàng khi anh này kém người tình của mình tới vài chục tuổi cũng tốn nhiều giấy mực. Và mới đây nhất, dư luận vô cùng sửng sốt khi có tin đồn người mẫu nội y Ngọc Trinh đang yêu tỷ phú 72 tuổi Hoàng Kiều. Ngọc Trinh tâm sự, gu của cô là đàn ông lớn tuổi, chững chạc, có thể là chỗ dựa vững chắc, an toàn. Họ cũng không ham vui hay ra ngoài tìm người khác mà chỉ dành riêng tình cảm cho cô. Điểm chung của những mối tình này là những người lớn tuổi đều rất giàu có, còn người tình của họ thì vẫn rất trẻ trung xinh đẹp. Vâng, thưa chuyên gia Nguyễn An Chất, là khi mà có thông tin là một cô gái trẻ yêu một người lớn tuổi hơn mình, thậm chí là bằng tuổi bố mình, thậm chí bằng tuổi ông mình, thì ngay lập tức rất nhiều những thông tin rộ lên đồn đoán rằng là tình yêu này là vì tiền. Vì sao mà xã hội lại có những cái suy nghĩ như vậy, ngờ vực như vậy? Vấn đề mà người lớn tuổi lấy người trẻ tuổi thì từ xưa đến nay là rất ít. Bây giờ bắt đầu là tôi dùng tạm chữ là nở rộ. Tức là không phải chỉ con gái trẻ mà lấy những người nam giới nhiều tuổi nữa, mà kể cả người nam giới ít tuổi mà lấy một người phụ nữ nhiều tuổi nữa. Thì cái này nó bắt đầu nó phát triển nở rộ trong cái xã hội của ta hiện tại. Mà không phải ở ta, tôi đi một số nước châu Âu thì người ta cũng có những cái này. Và cái này cũng là thường tình đối với họ, chứ không có cái gì là cái lạ lẫm cả. Thế nhưng mà ở Việt Nam vẫn có một cái cách nhìn là các cô gái trẻ đến với một người nhiều tuổi là đáng tuổi bố mình hoặc hơn nữa thì vì tiền chứ không phải vì tình yêu. Cái này có đúng không? Thì nó chỉ đúng một phần thôi, chứ không phải đúng tất cả. Vì rằng là ở trong từng hoàn cảnh của một cô gái, từng điều kiện cụ thể của cô gái đó để đến với lại một người lớn tuổi hơn mình mà chính bằng một tình yêu rất đích thực. Lát nữa tôi sẽ kể những cái trường hợp tôi đã gặp. Đấy. Chứ không phải là chỉ là bằng tiền. Nhưng mà cái cách nhìn của xã hội mình từ phong kiến đến bây giờ thì vì nó nhiều trường hợp như thế quá cho nên bây giờ vẫn còn có cái định kiến như vậy. Vâng. Như chuyên gia Nguyễn An Chất có vừa trao đổi là chỉ có một phần nhỏ là những người yêu người hơn tuổi là vì những cái mục đích vật chất mà thôi. Còn lại thì rất có thể là họ đến vì tình yêu đích thực. Vậy thì Thanh Huyền rất băn khoăn là liệu rằng những người lớn tuổi thì họ có cái sức hút riêng nào đó hay không? Ở đây người lớn tuổi, kể cả nam và nữ, đều mỗi người đều có một cái sức hút riêng của mình. Tức là hấp dẫn đối với người khác giới. Chứ không phải là chỉ ở lứa tuổi trẻ. Ở lứa tuổi trẻ đầu tiên nhìn thấy nhau là thích nhau. Tức là cũng là sức hút. Nhưng ở lứa tuổi cao rồi thì ở đây nó sức hút lại ở một dạng khác. Chứ không phải thích vì má lúm đồng tiền. Hay là thích vì một cái là bộ tóc óng mượt. Không phải như thế. Mà người ta thích ở cái cách khác của những người nhiều tuổi. Và nhất là những người đàn ông nhiều tuổi đến với một cô gái thì người ta đã bỏ phí một cái thời gian người ta tưởng tượng.
là sống với vợ lúc trẻ là người ta chưa làm được. Bây giờ người ta thể thực hiện để người ta làm được những cái đó. Đấy. Và đó chính là sức hấp dẫn của đấy là sức hấp dẫn của những người lớn tuổi. Và chính người lớn tuổi ấy thì người ta lại có nhiều kinh nghiệm để người ta lôi làm ra cái sự hấp dẫn đó trở lại. Vâng. Như chuyên gia Nguyễn Trức có vừa trao đổi, ông có dùng từ nở rộ. Tức là chúng ta có thể hiểu rằng ngày nay thì những cái mối tình chênh lệch tuổi tác ngày càng nhiều hơn trong xã hội. Vì sao lại như vậy? Ở đây cái này thì thực tế là đặt vấn hỏi là vì sao lại như vậy, thì câu nói đó không có một công thức chung nào cả. Vì cái vì sao là mỗi một đôi là có một cái riêng của họ. Nhưng mà tôi muốn hỏi rằng vì sao ngày nay những cái tình yêu chênh lệch tuổi tác lại xuất hiện nhiều hơn là thời xưa? Cái xuất hiện nhiều hơn ấy là cái tự do tư tưởng, tự do cái tư duy của người ta không bị áp lực bởi xã hội và gia đình nhiều quá nữa. Cho nên người ta có thể vượt ra ngoài người ta. Mà chính cái vượt qua bản thân mình là cái khó nhất trong mỗi con người. Thì bây giờ những người nam nữ trẻ tuổi lấy một người nhiều tuổi hơn, người ta đã vượt được cái đó. Mà được xã hội công nhận từng phần một, từng ngày một. Cho nên người ta làm được và người ta thấy có hiệu quả. Từ cái hiệu quả đó thì người ta truyền cho những người khác. Và những người khác áp dụng theo đúng cái suy nghĩ và tư duy của mình, nhận thức của mình, thì cũng đem lại hiệu quả cho người đó. Và từ đó nó sẽ nhân rộng ra. Vâng, thưa chuyên gia Nguyễn An Chất, xin ông có thể chia sẻ là khi quyết định đến với một mối tình chênh lệch thì rõ ràng là cả người trẻ lẫn người già, người lớn tuổi thì sẽ đều phải đối diện với rất nhiều thách thức. Ông có thể nói qua những cái thách thức đó sẽ là những thách thức gì không ạ? Ở đây thì rõ ràng là như thế. Tức là mỗi người đều phải vượt qua những cái vật cản. Không kể cả tuổi trẻ, đến với nhau cũng có nhiều vật cản lắm chứ. Đâu có phải ngày xưa của tổ tiên mình thì đòi hỏi môn đăng hộ đối. Đấy cũng là một vật cản vô cùng lớn đối với những chàng trai cô gái mà hơn nhau một vài tuổi về cái tuổi tác. Nhưng mà cái vật cản này thì nó lại khác. Nó có muôn vàn cái rào cản. Mà những người mà nam giới có vợ rồi mà vợ không may thì là đi trước. Thì đến với một cô gái trẻ có thể là chưa có gia đình, hoặc là có gia đình rồi nhưng mà bị thiệt thòi những cái khoảnh khắc khác. Cho nên rằng là nó có những cái rào cản khác đi nữa của mỗi người. Vì nếu mà người đàn ông nhiều tuổi thì cái rào cản chính là do con cái, không phải rào cản do chính bản thân người ta. Mà con cái thì bây giờ sống thì nó không ra ích kỷ, mà nó cũng không hẳn là khoan dung. Nó đan xen những cái đó với nhau mà nổi lên trong cái giai đoạn lịch sử hiện đại là gì, hiện tại là gì, là chỉ sợ một người phụ nữ đến rồi quên mẹ mình đi, bố quên mẹ đi, rồi chỉ biết âu yếm người phụ nữ đó, dồn tất cả cho người phụ nữ đó, kể cả tình cảm và tài sản. Cho nên là cái rào cản của các con là khá lớn, trong khi mà một người bố nhiều tuổi mà một nửa đã ra đi sớm. Chắc hẳn là trong quá trình rất nhiều năm làm tư vấn về hôn nhân hạnh phúc gia đình, đúng không ạ? Ông chắc chắn là sẽ gặp rất nhiều những trường hợp và những cái cặp đôi chênh lệch tuổi tác. Ông có thể kể một vài những cái kinh nghiệm hay là những cái trường hợp ông đã từng gặp không ạ? Câu hỏi này của phóng viên là rất tuyệt vời, vì tôi gặp không phải là nhiều nhưng cũng phải tới không dưới 20 trường hợp trong hơn 20 năm công việc này của tôi. Công việc từ còn trước đây thì cũng có nhưng mà ít hơn. Thì có những đôi đến với tôi là thí dụ như thế này: một ông là 70 tuổi đến mà yêu một cô là rất say đắm, mà ông ấy khẳng định là cô ấy cũng yêu ông ấy say đắm. Thế tôi có hỏi là thế ông định nghĩa cái tình yêu này là thế nào mà ông bảo hai người yêu say đắm nhau? Thế thì ông ấy trả lời cũng rất là rõ ràng, chứ không, tất nhiên là chưa đủ, đúng nhưng mà chưa đủ. Thì ông nghĩ là ông đã làm cho cô ấy có những cái mà được quan tâm thích đáng, mà cô ấy đã phải thổ lộ với ông ấy là gì? Chưa bao giờ được một người nào quan tâm như thế, kể cả bố mẹ cô ấy, chứ chưa nói là người xa hơn nữa. Thế và cô ấy cũng đã gặp một vài mối tình, nhưng mà các chàng trai kia cũng hết sức là thiếu cảm thông và thiếu chăm sóc, quan tâm. Thế thành thử ra là khi đến
một người nhiều tuổi hơn như thế này, thì cô ấy thổ lộ tất cả. Và cô ấy biến cái đó thành một cái là rất là yêu thương của ông ấy. Và chính phụ nữ nào cũng như vậy, khi được quan tâm, khi được cảm thông, thì và nhìn đằng xa thêm một chút nữa, cuộc sống cũng không đến nỗi tồi tệ, tạm thời gọi là ổn định, thì đều có những tình yêu nhất định, chứ không phải là chỉ có vì tiền đâu. Cái chuyện đó phụ nữ là có, là nghĩ đến những cái tương lai của mình, là phải là vật chất rồi, tức là ta gọi chung là tiền rồi. Nhưng mà cái đến để quyết định thì cái đó nó cũng là một phần, chứ không phải là tất cả. Mà phần có khi chỉ là dưới trung bình, chứ chưa chẳng hẳn là cái đó là nổi trội. Đấy. Mà cái chính cái tình yêu mà cảm nhận thấy của cô gái này, thấy rằng là đây mới là tình yêu chính thức của mình. Mà từ ngày mình bắt đầu biết yêu, chưa bao giờ được một cái tình yêu như thế này. Thế thì đấy là cái cảm nhận ban đầu, và như vậy là yêu. Và bên cạnh đó thì có những trường hợp như thế này nữa, là trả ơn. Cô gái trả ơn vì một bác sĩ chữa bệnh cho bố, thì bác sĩ này bằng tuổi bố, đúng bằng tuổi bố, nhưng mà thấy rằng là nếu không có bác sĩ này thì bố sẽ chết. Cho nên cô ấy thấy rằng là rất yêu thương anh bác sĩ này, mà anh bác sĩ đó cũng rất tận tình với bố. Vâng, và tình yêu lấy cả máu nở hoa kết trái để cho tiếp cho bố, trong khi chưa có máu, lấy ngay máu của bác sĩ để truyền cho bố. Cô ấy nhìn thấy cảm động quá, mà cô ấy là trái cái nhóm máu. Thế cho nên từ đó cô ấy nảy một tình yêu, là có lẽ người này mới là người nam giới mình cần yêu. Những câu chuyện có thật rất là cảm động, đúng không ạ? Một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn An Chất. Và thưa quý vị và các bạn, có thể thấy rằng là có những tình yêu thực sự giữa những người chênh lệch tuổi tác với nhau ở trong xã hội. Tuy nhiên là chính bản thân những người trong cuộc, trước khi mà quyết định đến với nhau thì cũng phải suy nghĩ thật kỹ, bởi vì vẫn có những rào cản từ xã hội cũng như là rào cản từ chính khoảng cách thế hệ. Một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất. Và quý vị và các bạn thân mến, những chia sẻ về sự chênh lệch tuổi tác trong hôn nhân và tình yêu đã khép lại chương trình Chào Buổi Tối của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.